Những người biểu tình ở vùng nông nghiệp Santa Cruz của Bolivia cũng chặn các đường cao tốc ra khỏi tỉnh, cản trở việc vận chuyển ngũ cốc và thực phẩm trong nước. Biểu tình bùng phát tại khu vực này cuối tháng 12 năm 2022 sau khi thống đốc địa phương Luis Camacho, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo phe đối lập liên quan đến một âm mưu đảo chính năm 2019 bị bắt giữ. Những người biểu tình ủng hộ phe đối lập đã yêu cầu trả tự do cho ông này. Chúng tôi phản đối việc áp đặt chế độ độc tài, vi phạm các quyền tự do của công dân, bắt họ chuyển đến một nơi khác. Bộ trưởng Y tế và Thể thao Bolivia Jason Alza cho biết hiện ông Luis Camacho vẫn đang được giam giữ trong nhà tù ở thành phố cao nguyên El Alto với sức khỏe ổn định, đồng thời kêu gọi người biểu tình không quá khích để tránh ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực bởi Santa Cruz là trung tâm sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chính cho Bolivia.